Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với đoàn đặc nhiệm ma túy miền Trung, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 11 kg ma túy tổng hợp đang chuẩn bị đưa lên xe vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo đó, sau một thời gian mật phục, đến 21 giờ ngày 17 tháng 4, tại bến xe thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng phối hợp nói trên đã phát hiện Vũ Văn Phát, sinh năm 1972, trú tại thị trấn Ke Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mang theo một túi hành lý có biểu hiện bất thường. Phát là một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đi các tỉnh phía Nam, trong đó chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, lực lượng đánh án phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức khám xét túi hành lý đối tượng mang theo. Bên trong có 9 kg ma túy đá và 2 kg ma túy dạng ketamin và 18 viên ma túy tổng hợp. Hiện lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.